Em ơi, wifi là gì em? Dạ chùm mới có wifi à. Cái gì vậy ông nội? Đi uống nước mà cầm nhang. À, tặng chị này chứ gì? Ảnh tặng chị. Là tháng 7, đốt nhang xuống cô hồn. Còn ông nội, xin chùa mới có wifi, bấm vô. Con người gì? Ngu như bò. Đúng rồi đó chị, em định nói. Cảm ơn chị nha. Chị khách nhiệm gì ạ? Anh ăn chưa? Chưa. Ồ, chị... Ấy, chẳng hạn cái gì cà phê cơ? Nè? À, chúng ta cà phê. Cà phê? Chị? Cái bô. Anh là 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 bô. Trời ơi, nó cà phê đó mẹ ơi. Trời ơi, nó cà phê đi. Cà màu quá. Em ơi, wifi là gì em? Dạ, chùa mới có wifi ạ. Dạ, cái gì vậy ông nội? Đi uống nước thôi mà cầm nhang chứ vậy? À biết rồi, ảnh tặng chị. Trời ơi. Dễ không? Bố cúng, phải không? Để dành bố phép chết. Còn ông nội em nhớ, chùa mới có wifi, bấm vô. Bấm vô, hiểu chưa? Con người gì? Bà nội này nói ngu như con bò.